Từ trước tới giờ đâu có việc gì tao làm mà tao có phải suy nghĩ. Nữ nhi nhưng mà tao không hoa mỹ, tình yêu đối với tao là xa xỉ. Black BB Boto right now là những người mà tao phải nghe nhạc ngày ngày. Vẫn đi trên con đường đầy chướng ngại, nhưng mà cho bây giờ để bắt tơ tao bị chay chay. Tao có thường fake vì bình thường tao phải chèn ép mấy cái tay chạy đúng hay mà mép. Và tao luôn luôn khét dù bầu trời có nắng hay là sét, vì thế nên mấy con nó mới ghét tao. Đúng rồi, tụi nó phải ghét tao, vì vậy tao mới cho tụi nó thấy chừng này mới chính là last round. Khó nói quá, âm nhạc của VD chính là thứ đầu tiên dẫn tao vào under, chứ không phải như mấy cô cậu mong chờ vào các em son nào đó đừng có tôn thờ. Tình yêu hip hop với tao là vô bờ, tay mơ mùa hè gặp tao. Điều phép ô